Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Vụ thi thể trong thùng bê tông, cả nhà luyện pháp luân công. Ở quê của ông Trần Đức Linh, một trong hai nạn nhân bị đổ bê tông giấu xác tại Bình Dương, người dân vẫn tập luyện pháp luân công từ các video clip trên mạng. Người thân của ông Trần Đức Linh, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đang vội vã chuẩn bị đón thi thể ông về an táng. Do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đang phải giám định pháp y làm rõ nguyên nhân cái chết của ông nên gia đình chưa biết lúc nào sẽ nhận được thi thể. Theo nguồn tin, dự kiến thi thể của ông Linh sẽ được hỏa táng trước khi đưa về quê. Chị Đình Thị Hát, em dâu ông Linh cho biết, khi biết tin anh chồng mất, cả gia đình bị sốc, không ai dám tin đó là sự thật. Anh Linh là người hiền lành, giỏi giang, có tài buôn bán. Lúc sang Ukraine, anh có mở cửa hàng buôn bán quần áo. Khi về nước, anh buôn bán đủ thứ, từ cam, quýt, dưa, lúc nào cũng mang hai sọt dưa sau xe máy xuống thành phố Vinh bán. Chị Hát kể. Tu luyện pháp luân công. Sau 15 năm làm ăn tại Ukraine, năm 2014, ông Linh về nước. Ngoài thời gian đi làm ăn buôn bán, ông còn hướng dẫn cho gia đình và một số người dân luyện tập pháp luân công. Ngoài sự hướng dẫn của anh chồng, chị Hát cùng chồng và mẹ chồng còn xem tập luyện pháp luân công theo những video clip trên mạng. Ban ngày chị Hát vẫn đi làm bình thường, trước khi đi ngủ, chị tranh thủ 2 tiếng để luyện 5 động tác. Ngoài ra, những lúc rảnh, chị còn tải sách về pháp luân công để đọc. Thỉnh thoảng tôi xuống Vinh luyện công 2 tiếng rồi về, không cần ai hướng dẫn, chỗ nào có lớp là đến tự nguyện học và tu tâm. Những người ở thành phố Vinh, Quỳ Hợp và các huyện xung quanh vẫn về nhà anh Linh giao lưu, chị Hát kể. Chị Hát cho rằng, những động tác này cũng giống như tập yoga hay tập gym. Bên cạnh rèn luyện để tăng cường sức khỏe và tinh thần, pháp luân công còn dạy con người phải có chân, thiện, nhẫn. Việc tu luyện này không phải để chữa bệnh mà để tu tâm, dưỡng tính và sống phải chân, chân thật, chân thành. Khi tu tâm tính thì bệnh trong người tự biến mất. Án mạng nhói lòng. Chị Hát kể, sau khi ly hôn, vì muốn tránh mặt vợ nên ông Linh bán nhà năm 2017 vào miền Nam làm ăn sinh sống. Trước khi đi, ông có tổ chức liên hoan chia tay anh em. Từ đó đến nay, ông Linh chưa về thăm nhà lần nào. Thỉnh thoảng ông gọi điện về thăm hỏi mọi người trong gia đình. Đến tháng 8 năm 2018, gia đình mất liên lạc với ông Linh. Khi người con trai ông chuẩn bị cưới vợ, gia đình gọi điện nhưng không thể liên lạc được. Do có quen biết từ trước, cách đây một tháng, chị Hát có gọi điện thoại cho bà Trịnh Thị Hồng Hoa, người bị công an bắt giữ liên quan đến vụ án mạng, để hỏi thăm tin tức ông Linh thì bà Hoa chỉ trả lời, anh Linh đã đi sai đường mà không giải thích cụ thể. Chị Hát cho rằng, đi sai đường ở đây là sai cách tu luyện pháp luân công. Tuy nhiên, chị không tin là anh chồng của mình tự tử. Tôi theo sách để học, không biết họ học kiểu gì, môn phái gì mà giết người tàn bạo như vậy. Chị Hát nói, cuối năm 2017, ông Linh từng bị công an địa phương truy quét do dạy pháp luân công, truyền bá, lưu hành sách vở không được cấp phép của ban ngành có thẩm quyền. Ở Nghệ An, môn pháp luân công xuất hiện đầu tiên ở huyện Quỳnh Lưu, sau đó lên các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, thị xã Thái Hòa, người dạy chủ yếu từ phía Bắc vào. Tuy nhiên, quần chúng nhân dân phản đối, có dấu hiệu vi phạm nên cơ quan điều tra truy quét ngay, ông Dũng nói. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất.